Đi đi con, đi đi. Đi đi rồi ba với em đi sao? Con gái nó dọn vô cái apartment của trường mà giống như là đi vô cái hồ, cái lật xuồng này con theo vậy. Bathroom của nó giống như là một cái hotel vậy đó. Oh, it's đây là cái bathroom của nó nè. Em xả đang phụ nó bỏ cái rà, bỏ cái xe thì nó có chỗ. Rồi bây giờ mình ra ngoài carry thêm đồ vô. You have a little TV, so you watch TV on your mobile. Do you have video recordings? Yes. It's just my room. Yeah, it's just my room. How about the table? Mm-hmm. There's something down there. Computer table. You have a computer table? Đây là bathroom. Đây là cái giường ngủ ở trên. Còn dưới đây là đại học. Bây giờ mình mới thấy cái dorm của nó đây. À, để đó của mẹ đó. Cái closet. Có cái closet riêng của nó. Walk-in closet nè. Đây là cái phòng khách nè, có đầy đủ hết nè. Cái này nó say apartment của trường là mỗi đứa ôm một cái bedroom, bathroom luôn. Rồi cái này là bạn có thể ngồi ăn nè. Bốn ghế. Có tủ lạnh nè. Sinh nè. Bếp nè. Nó đầy đủ hết. Ở trong cái apartment là bốn phòng. Cho nên là có bốn đứa chung nhau mà có rất là đầy đủ. Bây giờ là hồi nãy vô là cái bathroom empty, bây giờ là phụ con là chuẩn bị tạm ổn rồi đây nè. Có đủ hết rồi. Có đồ để đồ dơ rồi treo màn tắm, khăn, xà bông. Rồi có đủ hết cho con là thấy yên tâm rồi. Cái mà chỉ sợ là con đi ở ra ngoài nó không có được thoải mái thôi. Mà bây giờ thấy cái phòng của nó mình cũng yên tâm một chút không. Giường ngủ nó ở trên cao, nó là queen size ha. Thì là cũng trải giường, trải đồ cho con xong xuôi rồi ha. Kế tiếp là cái hình mini file nè. Deck nè, dọn cho con xong hết trơn rồi nè. Gái tụi nó có cái bin bed nó nằm đây nè. Đó. Rồi tạm ổn là cái phòng của con ok rồi. Cái closet thì cũng organize cho con xong luôn rồi. Rồi. Ok, bây giờ mình đi mua thêm đồ đi con. Một cái gian phòng apartment này nó có 4 room ha. Đó. Cái này là tiện cho con nó học bài, học rồi nó không có cần phải đi về nhà nè. Đó, 4 cửa nè ha. Bếp nè ha, bathroom, mỗi người có ôm một cái bathroom xong. Rồi ở ngoài kia là có hồ bơi, có chỗ ngồi nè. Có chỗ ngồi buổi chiều muốn học ở đó thì học nè ha. Đó. Rồi bên này có cái hồ bơi nhỏ nè ha. Rồi. Họ làm nguyên bộ sofa, màu, giường rồi giống nhau hết. Tại vì cái này là của trường cho nên nó rất là đẹp. Và giống như là mình con mình dọn như một cái nhà mới vậy đó. Ngay cửa đi vô là cái laundry room nè. Đó. Đây là cái laundry room ha. Vừa bước vô cửa là có hai cái laundry room ở trong luôn. Cho nên là rất là an toàn cho con gái nè. Mình không sợ không, mình phải đi giặt đồ, mình cứ tưởng đâu ở là phải đi giặt đồ xa như thế này. Đây nó có thang máy sẵn luôn nè. Wow. Cái phòng này để cho tụi nhỏ nó ngồi nó học hay nó ăn hay relax thì cũng được luôn. Có tivi luôn. Bên ngoài kia thì có sân, bàn thì có bàn ăn, có sofa. Okay. Có phòng gym. Rồi cho nó giải trí nữa nè. Air hockey nè. Rồi bowling nè, game nè. Phòng gym nè. Hallway. Nhìn nó mới, nó rất là sạch. Tại vì hàng năm học sinh là phải mua ra. Nó bây giờ lo cho con gái xong rồi, bây giờ đến đi mua vô cho con trai nè.